phong trần, hết lòng với nghề nghiệp, là chủ nhân của những tác phẩm điêu khắc kiến trúc tầm cỡ quốc gia và khu vực. Đó là những nét phác họa về chân dung của Hà Sơn. Hà Sơn, cái tên gắn liền với sông, với núi. Cho đến lúc này, anh vẫn thầm cảm ơn đấng sinh thành, mà nhờ đó, dường như suốt cuộc đời này, anh đã gắn chặt với đất đá, với nghề điêu khắc như một lẽ tất nhiên. Nhà điêu khắc Hà Sơn sinh ra và trưởng thành tại Phú Yên, nhưng anh lập nghiệp và thành danh tại thành phố Hồ Chí Minh. Học điêu khắc và kiến trúc tại Huế, khi vừa ra trường, anh đã thực hiện cuộc triển lãm với những tượng chân dung của bạn bè, người thân trên mảnh đất miền Trung. Dưới bàn tay tài hoa của Hà Sơn, từng khuôn mặt của các nhân vật thuộc nhiều giới, từ chính khách đến nhà quân sự, trí thức, học giả, văn nghệ sĩ, được anh khắc họa thật sống động. Đặc biệt trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, anh vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và ấn tượng từ lần gặp đó đã tạo cho anh cảm xúc và cho ra đời tác phẩm chân dung của Đại tướng thật độc đáo. Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đó là một cái duyên mà mình phải nói rằng là hết sức là may mắn. Vì đó là một trong những lãnh tụ còn sống. Lâu nay mình chỉ được nghe trên báo chí, học trong sách vở thôi, xem truyền hình gặp ông thôi, chứ ít khi mà được ngồi gần bên ông và ở nhà ông, dùng cơm dùng nước với ông. Đó là một cái may mắn của mình. Tim mình đập phình phịch khi gặp bác, vì mình nghĩ không thể nào gặp được người ấy. Thế mà cuối cùng mình lại gặp được. Và về suốt một đêm, và nhiều đêm sau cũng thường xuyên mất ngủ. Còn cái đêm đầu là về thức trắng luôn. Vì cái hình ảnh một ông già rất là phúc hậu, rất là mạnh mẽ. Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà đôi mắt vẫn còn có một cái lực. À, chính cái đôi mắt ấy nó làm cho tôi hấp dẫn và tôi có tạc cái tượng cho bác Giáp để làm một cái kỷ niệm. Vì sau này nếu mà bác có lớn tuổi đi thì cũng không còn dịp gặp nữa. Đó là một cái duyên hết sức là may mắn cho mình. Tôi dùng chữ chính xác là anh có bộ mắt nhớ, mà anh diễn tả lại điêu khắc bằng cái bộ mắt nhớ đó. Tức là trong sáng tạo mà có bộ mắt nhớ là rất quyết định. Bộ mắt nó nhớ chứ không phải là cái đầu nhớ. Rồi rất là diễn tả lại cái nhớ đó. Thành tựu anh làm cái tượng khá nhanh. Tôi cụ thể như tượng mẹ tôi đây, anh làm trong vòng 30 phút. Tức là cùng 30 nó đáng nhớ đó. Tức là cái gì cũng trung bình 30 rất hay. Thì, và anh idea khá nhanh. Tức là ý tưởng. Tức là nhảy idea, nhảy ý tưởng. Đó là rất cần thiết trong sáng tạo. Thành ra muốn mà nhảy ý tưởng thì anh cũng phải có những cái tập tính. Mà để tự tập tính là thoải mái chút. Không có hồn nhiên thoải mái chút. Không có gò bó thì mới nhảy idea được, mới có idea được. Chứ còn nếu mà mình cứ gò bó trong cái này kia thì cái đầu nó không ra được những ý tưởng mới, mà những ý tưởng cũ không à. Thì anh Hà Sơn này được điểm đó. Công trình kiến trúc đầu tiên Hà Sơn thực hiện là chùa Phước Long, ngôi chùa ở Phú Yên gắn liền với tuổi thơ đầy khát vọng của anh quanh ngọn núi đá bia. Từng hoa văn, hình ảnh mái chùa hay những tác phẩm điêu khắc tứ linh trong khuôn viên chùa mang dấu ấn riêng biệt của Hà Sơn. Công trình đầu tiên này đã để lại nhiều kỷ niệm của anh với quê hương yêu dấu. Đánh dấu trên bước đường sự nghiệp, đưa Hà Sơn đến với những công trình lớn sau này chính là cụm công trình núi tượng Lạc Long Quân, Âu Cơ và biển Tiên Đồng tại khu du lịch Suối Tiên. Tượng chân dung Lạc Long Quân với chiều cao 50m sừng sững được đánh giá là bức tượng cao nhất Việt Nam hiện nay. Đây là tác phẩm không chỉ mang tính truyền thống dân tộc có ý nghĩa mà còn mang tính nghệ thuật có giá trị mỹ thuật cao, làm say đắm lòng người. Sau công trình tượng Lạc Long Quân ở Suối Tiên, tên tuổi của nhà điêu khắc Hà Sơn được biết đến nhiều hơn và anh liên tục được mời thực hiện những công trình lớn. Quần thể kiến trúc núi Ngũ Hành Sơn trong khuôn viên khu vui chơi giải trí Đại Nam Bình Dương là một trong những công trình khẳng định tài năng của Hà Sơn. Đây là một quần thể kiến trúc có quy mô lớn nhất Đông Nam Á
với chiều cao 80m, dài 300m. Việc thiết kế thi công công trình này vừa là cơ hội vừa là thách thức với Hà Sơn. Chính sự nỗ lực của bản thân cộng với tình yêu và sự gắn bó với đá núi suốt thời thơ ấu là chìa khóa để anh mở ra nhiều cánh cửa tương lai. Luôn luôn trong cái con tim mình là thúc giục phải đóng góp một cái gì đó cho quê hương, cho đất nước, tạo những cái hình ảnh đẹp, nó tôn vinh cái di sản văn hóa của dân tộc mình. Và nó phải phù hợp với cái thiên nhiên, cái địa hình ở đó. Tôi luôn luôn trăn trở và bắt tay vào một công trình nào cũng vậy. Mình rất là chịu khó, mày mò đi bám sát với cái hiện trạng của cái thiên nhiên đó rồi chúng ta tôn tạo. Có những cái nó phá vỡ hoàn toàn cái thiên nhiên vốn có không được đẹp để tạo một cái thiên nhiên nó đẹp hơn, một cái thiên nhiên nhân tạo đẹp hơn. Duyên phận đã đẩy đưa Hà Sơn rời Phú Yên vào Sài Gòn lập nghiệp. Với hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất là tri thức và nhiệt huyết với nghề. Những ngày tháng khó khăn với những cơn đói, cơn khát đã khiến Hà Sơn quyết tâm phải thành đạt tại miền đất phương Nam, đất lành chim đậu. Không nhận mình là người thành đạt, chỉ nhận mình là người may mắn. May mắn vì xung quanh có gia đình và bạn bè tốt. May mắn vì anh có người thầy là thiên nhiên bao la, hùng vĩ. May mắn vì anh vẫn còn hừng hực đam mê nghệ thuật. Bằng chứng là hàng loạt công trình được đánh giá cao trên khắp mọi miền đất nước, như khu nước khoáng nóng Bình Châu ở Bà Rịa, Vũng Tàu, khu du lịch Bát Tiên ở Đồng Nai, Rồng Vàng, Lan Dương ở Bến Tre, núi Bà Đen ở Tây Ninh, Vinpearl ở Nha Trang, vân vân. Anh cũng vừa hoàn thành khu khách sạn Resort Thiên Đường Angkor Siem Reap, Campuchia. Thông thường, những công trình mà Hà Sơn làm thường bắt đầu từ những mảnh đất trắng, trống trơn, thậm chí nhiều sình lầy. Theo lời anh tâm sự, mỗi khi nhận một công trình nào đó, anh phải đến tận nơi, ăn, ở và quan sát mọi thứ, cho đến khi cảm xúc lên men, hóa thành rượu, thì mới bắt tay vào thiết kế. Lúc này, những cộng sự mới triển khai ý tưởng và hỗ trợ anh thực hiện những ý tưởng đó. Làng cà phê Trung Nguyên là một trong những công trình như thế. Để thực hiện công trình này, Hà Sơn phải lên xuống Đắk Lắk không biết bao nhiêu lần và phải trăn trở để tìm hướng đi mới cho mình. Từ một mảnh đất hoang sơ, qua bàn tay thiết kế của Hà Sơn, nơi đây đã trở thành thủ phủ cà phê lớn nhất Việt Nam. Anh đã khéo léo kết hợp những cụm núi đá với nhà sàn và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng. Mỗi lần mà đi chơi một cái vùng nào đó, Hà Sơn thường là suy tư nhiều, ít nói. Và mỗi cái nơi Hà Sơn đến đều là tìm tòi ở đó những cái bản sắc. Bản sắc và tất cả những cái công trình của Hà Sơn hiện tại bây giờ cũng vậy. Là tôi có được dịp đi làm việc với anh Hà Sơn rất là nhiều, là ở mấy cái nơi nó có những cái bản sắc đặc biệt, là Hà Sơn tôn vinh nó lên. Là những cái bình thường mà người ta không thấy, và chính Hà Sơn là người nhìn thấy nó và tô điểm nó lên, đẩy nó lên cao hơn. Và mọi đối tác làm việc với Hà Sơn đều rất thích và những thấy những cái sáng tạo đó, là nhìn thấy những cái mà người ta không thấy được. Hà Sơn là người nặng tình, nặng nghĩa. Anh sẵn sàng làm mọi việc để quê hương mình phát triển. Là một người được xem là thành đạt, mỗi lần về thăm quê, anh vẫn thường ghé thăm mái trường xưa để gặp lại những thầy cô đã dạy dỗ mình từ nhiều năm trước, đồng thời động viên khích lệ các thế hệ đàn em cố gắng vươn lên, phấn đấu thành những công dân có ích cho xã hội. Mỗi lần về thăm quê, anh cũng không quên thả hồn mình trước những cảnh đẹp của quê nhà, hít thở thật sâu làn gió mát, tận hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên để hoài niệm về quá khứ và không khỏi tự hào trước những thắng cảnh của quê hương đã đi vào thơ ca như cầu Đà Rằng, núi Đá Bia, tháp Nhạn, đầm Ô Loan.
Mẹ đối với Hà Sơn thật thiêng liêng. Chính bà đã hun đúc cho anh tình yêu thiên nhiên, khơi nguồn cho anh ý nghĩ phải gắn chặt với đời mình cùng đất đá, mới nghe được hơi thở của nó và bắt được cái hồn của núi sông. Những chuyến đi biền biệt với các công trình khiến giây phút hiếm hoi về thăm nhà trở nên quý giá lạ kỳ. Anh như được trở về với tuổi thơ, với vườn cây trái xum xuê quanh nhà, với không gian thiên nhiên thoáng đãng, và lặng lẽ tận hưởng sự chăm sóc của mẹ như hồi còn trẻ thơ. Nhà lá dưa mà cha con vô mặt luôn đó. Chính vì tình yêu bao la của mẹ mà Hà Sơn càng nâng niu gìn giữ gia đình nhỏ của mình hơn, thương yêu những người thân của mình, xây dựng một mái ấm bền vững là hậu phương vững chắc để anh tiếp tục cống hiến cho xã hội. Hà Sơn là người quảng giao, yêu cái đẹp, thích thử nghiệm và chinh phục những miền đất mới. Chính sự quảng giao ấy mang đến cho anh những người bạn, những bậc thầy trong cuộc sống. Chu du khắp mọi nơi và trở thành người bạn thầm lặng của ngành du lịch, anh vẫn thường có câu cửa miệng: được chơi mà hái ra tiền. Nhưng cái chơi của Hà Sơn lại là sự lao động nghiêm túc trong nghệ thuật. Anh tâm niệm phải kiếm ra tiền để đầu tư cho những tác phẩm nghệ thuật lớn có tầm mà mình yêu thích, ấp ủ. Anh ước mơ có dịp được thực hiện một công trình điêu khắc ở đá bia Dũng Rô, Đèo Cả, quê hương anh, nơi mở đầu sự nghiệp khai phá xứ Đàng Trong của các chú Nguyễn đầu thế kỷ thứ 17 và là bàn đạp mở nước về phương Nam, hoàn thành sự nghiệp nam tiến của dân tộc cuối thế kỷ thứ 17. Những trăn trở ấy được anh chia sẻ với bạn bè và được họ hết sức ủng hộ. Phong sương mấy độ trên hè phố, hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Cũng giống như ông già Nam Bộ Sơn Nam thương nhớ về quê hương U Minh Thượng, nhà điêu khắc kiến trúc Hà Sơn đang hẹn với lòng mình trở về mái nhà xưa, trở về dòng sông tuổi nhỏ để thực hiện ý nguyện của đời mình. Một cụm tượng đài tôn vinh tầm cao và chiều sâu lịch sử Phú Yên 400 năm trong chiều rộng nhân thế ở đá bia Dũng Rô, Đèo Cả. Đó có lẽ là một công trình vĩ đại nhất mà anh dành cho quê hương mình. Đây là gương mặt vận động viên bơi lội khiếm thị xuất sắc Nguyễn Thị Hảo. Có lẽ những thành tích, những huy chương trong sự nghiệp bơi lội của một cô bé chỉ 15 tuổi thì thật là hiếm hoi trong cuộc sống quanh ta. Em có đủ khả năng để nhận một kỷ lục nhiều huy chương vàng về bơi lội, nhưng kỷ lục mà Việt Phúc đã xác lập cho em đó là ý chí để tạo nên những huy chương. Thưa quý khán giả, với một người bình thường, để đạt được một kỷ lục nào đó đòi hỏi không chỉ khả năng bẩm sinh mà còn là sự phấn đấu rèn luyện không ngừng. Với vận động viên khiếm thị Nguyễn Thị Hảo, em đã phải phấn đấu rèn luyện gấp ngàn lần so với người bình thường để đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Hảo sinh ra trong một gia đình nghèo ở xóm Xuân, thôn An Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ngày mới chào đời, cô bé đã bị vướng phải căn bệnh khiếm thị bẩm sinh. 10 tuổi em vào thành phố Hồ Chí Minh và được nuôi dưỡng tại mái ấm Thiên Ân. Rồi em đã đến với bơi lội một cách tình cờ là tập cho khỏe. Vậy mà với một ý chí phấn đấu mãnh liệt, một tinh thần yêu đời, yêu cuộc sống, lúc nào em cũng muốn vươn lên để đem những gì tốt đẹp nhất cống hiến cho xã hội. Ý chí ấy của cô bé lúc đó chỉ mới 10 tuổi đã làm cho những bậc thầy của mình khâm phục, nhất là khi em là người không thấy ánh sáng của cuộc đời.
Cơ thể của một người khiếm thị không khỏe bình thường như những người khác. Để bơi tốt, em phải kiên trì luyện tập bất kỳ thời điểm nào. Cô bé Hảo không chỉ siêng năng mà còn luôn được thầy cô và bạn bè khen ngợi là thông minh và ngoan. Hiện nay em phải mang răng giả vì nhiều lần bơi mà huấn luyện viên gõ đầu không kịp khi em đến đích. Có những lúc sức khỏe không cho phép em tiếp tục tập luyện nhiều, vậy mà em quyết tâm cao để tập luyện tốt nhất, bất kể ngày hay đêm. Thì chỉ bảo huấn luyện viên so với lại những một cái tập thể của khiếm thị đi bơi thì em là cái người tiếp thu rất nhanh và cái nỗ lực luyện tập của em là không biết mệt mỏi. Tức là tuy là lúc đó em mới có 13 tuổi, thế nhưng mà khi hướng dẫn tất cả các bài tập khi tôi đưa ra thì em đều thực hiện một cách đầy đủ và vượt những cái gì yêu cầu của huấn luyện viên đề ra. Thì từ đó thì thấy là chúng tôi thấy rằng em nó có một cái nghị lực rất lớn. Thì như ta biết đấy, đối với là người bình thường mà đi bơi thì nó là một thể thao có chu kỳ. Và thể thao chu kỳ có nghĩa là nó phải mệt mỏi từng giờ từng phút một. Con người không thể thả lỏng được một lúc nào cả, lúc nào nó cũng mệt mỏi. Thế ra cái mệt mỏi đó mà vượt qua cái mệt mỏi đó thì là mới đạt được thành tích. Nhưng mà đối với em thì có những lúc thấy là cho em nghỉ nhưng em không nghỉ. Rồi có những lúc là không nhìn thấy đến chúng tôi vì đông vận động viên, cho nên là đôi lúc vào cái thành bể chưa kịp ra dấu cho em đó thì cả cái mặt đưa thành bể gãy cả răng. Ví dụ thế, nhưng mà em vẫn là tập luyện. Thì cái này đó là chúng tôi thấy đấy là cái ưu điểm tốt nhất của em. Cho nên là em đã có những thành tích như ngày nay thì bản thân em nỗ lực rất lớn. Năng khiếu là một phần thôi. Thế là em có thể là cái năng khiếu bơi, cái động tác kỹ thuật nó dẻo, nó tốt. Nhưng mà thực sự năng khiếu chỉ là một phần. Một buổi chiều em phải bơi có khi 3.000, có khi đến 5.000 mét. Thì đó rồi là... Nó là năng khiếu là có, nhưng mà cái sự vất vả tập luyện hay mà siêng năng tập luyện nó cũng quan trọng lắm hả? Tất cả những ngày luyện tập vất vả cùng với năng khiếu bẩm sinh và khả năng phấn đấu mãnh liệt, số lượng huy chương đã không phụ lòng em. Chuyện vận động viên đạt một huy chương vàng trong một kỳ thi là chuyện chúng ta đã khâm phục. Hảo lại hơn thế nữa, em liên tiếp nhiều lần đạt một lúc 3 huy chương vàng trong mỗi lần thi. Đó là điều đáng nói hơn cả. Gần đây nhất, Nguyễn Thị Hảo đã từng đạt một lúc 3 huy chương vàng trong giải bơi lội toàn quốc diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em còn là vận động viên bơi lội khiếm thị từng đạt 3 huy chương vàng cùng một lúc tại Paragame diễn ra ở Philippines. Với số lượng huy chương vàng em đã đạt được trong các kỳ Paragame trong nước và quốc tế, thì chính em cũng đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động. Và năm 2004, Nguyễn Thị Hảo là đại diện của Việt Nam tham gia Paralympic tổ chức tại Athens, Hy Lạp. Cái lần mà là trao tặng làm cho em cảm thấy vui nhất đó là một lần được ra Hà Nội, được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Và lần đó, lúc đó em cảm thấy rất là xúc động và hãnh diện khi mình đã đem được vinh quang về cho Tổ quốc. Và cũng cái lần đó em được về nhà thăm gia đình, được bố mẹ và ông bà, rồi tất cả các cô các chú đến chúc mừng. Hiện nay Nguyễn Thị Hảo là một trong những vận động viên bơi lội xuất sắc. Em đã mang nhiều huy chương vàng về cho nước nhà. Thế nhưng cuộc sống của em hiện nay thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu xem sao nhé. Trước mắt em, dù cuộc đời có như thế nào, em vẫn thấy lạc quan. Và mái ấm Thiên Ân, nơi cư ngụ chính thức của các em khiếm thị, trong đó có Hảo, luôn tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Mặc dù hiện nay là một trong những vận động viên khiếm thị bơi lội xuất sắc, nhưng cuộc sống của Hảo khiến chúng tôi không khỏi cảm thương. Đằng sau những tấm huy chương vàng vinh dự chói lọi ấy là một căn phòng chật hẹp chỉ đủ nằm cho 5 em khiếm thị như Hảo. Căn phòng này còn là chỗ để mái ấm Thiên Ân dành diện tích để in sách và nuôi các em. Tại đây, Hảo thấy mình như có sức mạnh hơn và em thấy ấm cúng mỗi khi đi học hay đi dự thi về.
Mặc dù đạt nhiều giải thưởng, nhiều huân chương vinh dự, số tiền của mỗi lần nhận thưởng dù ít dù nhiều, Hảo đã đóng góp vào mái ấm để cùng giúp các bạn bất hạnh giống mình. Các bạn nữ anh cũng chiếm nha. Thì tôi thấy Hảo thì cho đến bây giờ thì cho dù được rất nhiều thành tích cao ha, nhưng mà vì cái tuổi còn nhỏ cho nên vẫn rất hồn nhiên, vẫn rất là sống với bạn bè, với các bạn khác rất là chan hòa và rất vẫn còn chăm học, cho dù là vất vả nhưng mà cũng rất là siêng năng học tập. Một bé Hảo chăm học cũng là tấm gương cho các bạn cùng mái ấm. Hiện nay, Hảo đang là học sinh lớp 9 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Tân Bình. Mặc dù học cùng lớp với các bạn sáng mắt và thường xuyên phải nghỉ học hàng tháng để tham dự các kỳ thi đấu trong nước và quốc tế, nhưng với quyết tâm cao và sự chăm chỉ hiếm có, Hảo vẫn đạt thành tích khá giỏi trong học tập. Không chỉ học giỏi mà Hảo còn học Anh văn rất tốt. Không có điều kiện đến với các trung tâm như một số bạn bè bình thường khác, Hảo tự học ở nhà, có lúc một mình, có lúc học với sự chỉ dẫn của thầy Phong, người nuôi nấng và nâng đỡ các em trong mái ấm thiên ân. Đây cũng là thuận lợi hơn khi em tham dự các kỳ Paragame quốc tế. Trong mắt em, những tấm huy chương này, em cũng có thể nghĩ là màu hồng, màu vàng hay màu xanh, thì cũng là những màu của hy vọng và vinh quang mà em đã phấn đấu đến cùng bằng sự rèn luyện mà có được. Em đã luôn mang theo bên cạnh trong cả giấc mơ tuổi 15 của mình như những tài sản quý nhất trong đời mà em đã có. Em thấy mình chưa hơn đâu, mình phải cố gắng hơn nữa. Tại vì mình đã thiếu may mắn thì mình phải làm sao mà để đạt được giống các bạn, thì mình phải, ví dụ các bạn cố 1 thì mình phải cố 10. Trong mắt Hảo cũng như tất cả các em khiếm thị này, cuộc đời thật đẹp và lung linh. Có như thế các em mới vui tươi và phấn đấu không mỏi mệt. Cuộc sống các em đẹp như một bài ca mà chính các em là những nốt nhạc. Hảo còn là một giọng ca hay trong các kỳ liên hoan dành cho người khiếm thị. Bạn bè và báo chí đã từng đặt cho Hảo những biệt danh dễ thương như cô bé Aten của Hy Lạp, thần đồng bơi lội hay kình ngư khiếm thị. Rồi ngày mai, trên những chặng đua mới, thần đồng bơi lội hay kình ngư khiếm thị Nguyễn Thị Hảo sẽ tiếp tục vươn mình trên những lằn đua xanh. Em lúc nào cũng rất vui và luôn tự tin, lại quyết tâm và phấn đấu không ngừng để đem về nhiều vinh quang hơn nữa. Như em đã tâm sự, em muốn làm những việc có ý nghĩa cho tổ quốc và em sẽ cố gắng nhiều hơn thế nữa. Hy vọng niềm tin ấy và ý chí mãnh liệt ấy vẫn luôn theo em trong suốt những chặng đường.